Bán vàng .vn trong web bán vàng hoàn toàn tự động. Mua vàng hãy lên bán vàng .vn đăng nhập lập tiền để mua nhé. Xin cảm ơn. Ok, chào anh em, chào mềm Rocket trở lại mình. Thì hiện tại cái sự kiện Halloween đã diễn ra được gần một tuần rồi, với cái phong trào update của anh em khá là đông. Thì hôm nay nói chung là mình mới học hỏi được của một số bạn YouTuber khác, và những cái bạn đấy là bạn của mình, ok. Và mình đã tham khảo và đã hỏi ý kiến, thì nói chung là anh em tán đồng khá là ok. Thì hôm nay mình mới ra mắt một cái số các dịch vụ khá là hay. Thì bây giờ mình sẽ gọi là mình cho anh em xem nhá. Nói chung là rất là hay luôn, cho nên anh em xem, nếu mà cảm thấy ok anh em comment. Ok các bạn ơi, thì hiện tại mình đang có mặt ở trên một cái trình duyệt Google Chrome. Đấy, thì các bạn lại đặt ra câu hỏi là nó có cái đéo gì đúng không? Rồi thì bây giờ các bạn sẽ được biết nhá. Đấy thì bây giờ mình sẽ truy cập vào cái web mình nhá. Cái web của mình có tên là vminhxem.com nha anh em. Đấy, thì anh em khi truy cập vào xong thì mình khuyên anh em lên đọc cái thông báo nhá, để anh em có thể được xử lý một cách nhanh gọn nhất. Đấy anh em, nếu mà hay mua leak thì anh em có thể xem kỹ cái này nhá, còn anh em muốn mua một lần thì anh em không cần xem cũng được. Trước khi mà anh em muốn mua leak trên web của mình thì đầu tiên anh em phải có tài khoản đã nha anh em. Đấy, thì anh em chưa có leak thì anh em hãy bấm phần đăng ký nhá. Thì anh em chỉ cần nhập họ và tên, tài khoản, mật khẩu và phép toán. Sau anh em bấm phần đăng ký nha. Ba bạn đầu tiên và duy nhất comment tên tài khoản mà đăng ký ở trên cái web của mình thì mình sẽ cộng cho bạn mỗi người 10k để các bạn có thể test được cái dịch vụ này. Sau đó anh em hãy bấm phần đăng nhập ở đây. Đấy, thì hiện tại mình đã có link rồi, mình sẽ bấm phần đăng nhập nha anh em. Anh em chưa có tiền thì anh em bấm phần làm chậm này nha. Đấy, mình duyệt với tốc độ khá là nhanh cho nên anh em không phải gọi là inbox bảo mình lừa đảo à hay gì đâu. Đấy, nói chung là 10k, 20k, 100k mình chả bao giờ mình lừa của ai cả. Đấy, nếu các bạn cảm thấy mà không mua được thì các bạn có thể qua web khác lạp vào là chắc chắn làm được nhá. Đấy, mình chỉ nói vậy cho các bạn rõ quan điểm của mình thôi. Thì hiện tại mình trên web của mình ý, thì mình cập nhật rất là nhiều acc luôn. Đấy, thì nói chung là số acc này, server và hành tinh là hoàn toàn gọi là ngẫu nhiên nha anh em. Đấy, ngẫu nhiên nhá. Đấy, thông tin thì hoàn toàn đăng ký ảo nhá. Đấy, mình cam kết với anh em luôn. Thì đầu tiên thì ví dụ anh em muốn mua link này đúng không, thì anh em hãy bấm phần xem chi tiết nhá. Đấy, thì anh em phải đọc cái này nhá, mình sẽ đọc cho anh em này. Bốc thăm trúng thưởng, mua phiếu 10k anh em có thể nhận, có cơ hội nhận được 50 đến 100k. Có nghĩa là anh em có thể nhận được cái link có trị giá 50 đến 100k. Đấy, ngẫu nhiên nhá. Lưu ý trước khi mua, khi mua thành công thì phiếu 10k thì ngay lập tức web nó sẽ cung cấp tài khoản và mật khẩu cho các bạn. Link sẽ có tỷ lệ 50-50. Một, nếu trúng thì bạn sẽ nhận ngay acc sơ sinh của đệ giá từ 50 đến 100k. Hai, link sai có nghĩa là bạn chưa may mắn. Nói chung là 10-20k thì các bạn bỏ ra, thì nói chung là mình nghĩ là đây là một trò chơi thì các bạn phải chấp nhận thôi. Còn các bạn mà không thích thì các bạn có thể là mua hẳn luôn link 50k trên web mình, rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ test thử cho bạn luôn nha. Đây, bây giờ mình sẽ thử bấm vào cái đầu tiên này đi, mua test luôn thử cái đầu tiên nha em. Đấy, bây giờ mình sẽ bấm phần mua ngay này. Bạn chắc chắn mua không? Mình sẽ bấm có nha. Ok. Đấy, thì mình rất là may mắn thì mình sẽ đã mua được một cái tài khoản này, thì nhân tiện mình tặng luôn cho anh em nha. Đấy, bây giờ mình sẽ thử đăng nhập vào nha. Thì anh em khi mà mua xong tài khoản, nếu mà anh em may mắn mà được leak thì anh em dò server xem nó server mấy nhá. Mình cam kết với anh em luôn là leak hoàn toàn là vào được nhá. Nếu mà không vào được thì anh em hãy gọi là liên hệ qua Facebook giúp mình nhá. 1. Em gà lắm a công. À, cái này chấm anh em ạ. Chấm xxx. Ok, sao một không được rồi. Mình sẽ thử xem vào 2 nha. Xem vào 2 cũng không có này. Xem vào 3. Không có luôn, xem vào 4. Wow, xem vào 4 có anh em ạ. Đấy là đen và đặc xay ra. Đấy, khá là ngon. Đấy thì bạn nào may mắn thì bạn có thể lấy được nick này nha. Đấy, thì nói chung em cứ lạp 10-20k và anh em mua tẹt bô cho mình. Đấy, bây giờ mình sẽ test thử cái thứ hai nha. Mình sẽ tiếp tục mình thử lựa một số link nào.
Đấy, không anh em lại bảo thằng này làm clip sắp đặt đầy lọ để câu anh em. Đấy, mình thử xem trang 3 này. Đây, mình mua link cuối nhá. Thôi, mua link giữa này. Mình tiếp tục mình sẽ mua thử một link này nhá. Mua này. Ok, wow. Tiếp theo là tài khoản chúc bạn may mắn lần sau. Đấy. Thì khi anh em mua link thì nó sẽ có hai tỷ lệ. Một là anh em nhận được link thì nó sẽ gửi tài khoản mật khẩu như này cho anh em luôn. Còn sai thì anh em chấp nhận thôi. Đấy, đây là một trò chơi anh em hiểu không? Đấy, thì anh em muốn chơi trò chơi này của mình thì anh em hãy lên web vminhsell1.com, đăng nhập, đăng ký tài khoản, đăng nhập, lạp tiền và chơi trò chơi nha anh em. Đấy, ok, thì một lần nữa cảm ơn anh em đã bỏ thời gian quý giá ra để xem clip của mình nha. Nếu thấy cái này ok thì anh em hãy comment để mình tiếp tục để phát triển nha anh em. Ok, bye bye anh em.